Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hết hôm nay nữa thôi, ngày mai chúng ta sẽ nghỉ một cái kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 các anh chị ha. Không biết là tất cả các anh chị và các bạn có dự định gì cho cái kỳ nghỉ lễ này chưa ạ? Thì Tuyền xin chúc cho tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi bên kênh của Tuyền này có thật là nhiều sức khỏe nha. Và có một cái kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ ấm áp bên những người thân của mình các anh chị ha. Còn nếu như mà các anh chị nào đang cần tiền mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ, 7 chỗ hay là bán tải để đi về quê, đi chơi vào cái kỳ nghỉ lễ này có xe đi ngay nè, thì nhớ liên hệ Tuyền nha. Hôm nay Tuyền sẽ làm một cái video tổng hợp lại cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe 5 chỗ hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tuyền cho các anh chị nhà mình dễ dàng tham khảo và lựa chọn nha. Hôm nay bên Tuyền về thêm nhiều xe hot lắm các anh chị. Rồi, mở đầu video ngày hôm nay là một chiếc xe 5 chỗ gầm cao của Hyundai, phải nói cực kỳ càng các anh chị nha. Hyundai Tucson phiên bản 2.0 đặc biệt đời 2020 nè, mới đi có 14.000 km thôi, 5 vỏ còn là 5 vỏ zin theo xe và lớp dự phòng là chưa chạm đất luôn. Đặc biệt là màu đỏ nữa, thì các anh chị nào mà thích cái màu này rồi thì phải liên hệ Tuyền để sở hữu ngay nha. Xe này thì bên Tuyền đang bán với giá là 866 triệu các anh chị ha. Xe được sở hữu nước sơn là màu đỏ, màu này rất là sang luôn, mang biển số 79, biển số tỉnh nha. Bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc các anh chị nha. Anh chủ thì có dán phim rồi nè, có trang bị cho mình bệ bước, nẹp bước nè, ghế da nguyên zin, chất da còn cực kỳ mới luôn. Ghế lái, ghế phụ thì chỉnh điện sàn 5D, trần thì trần nguyên bản, có cửa sổ trời, có một cái màn hình đứng rất là xịn sò các anh chị ha. Đó, vì đây là video tổng hợp nên Tuyền không có đi vào chi tiết xe nhiều, Tuyền chỉ đi tổng thể về cái xe thôi. Nếu mà các anh chị cần quan tâm chi tiết hơn về chiếc xe này thì liên hệ Tuyền, Tuyền sẽ gửi video cho các anh chị nhà mình xem nha. Xe này mới về Tuyền cũng chưa quay video chi tiết nữa, tí xíu nữa Tuyền sẽ dành thời gian để quay video chi tiết chiếc xe này cho các anh chị nhà mình xem, nên là các anh chị nhớ theo dõi bên kênh của Tuyền nha. Rồi tiếp theo các anh chị ha, chiếc này Triton bán tải rồi, Ranger bán tải rồi, Tuyền không có nhắc trong video ngày hôm nay nữa các anh chị ha. Chiếc này thì xe của khách các anh chị. Rồi mình đi qua giải bên này nhé. Chiếc này các anh chị Ford Escape nha, một chiếc xe 5 chỗ máy cực kỳ mạnh mẽ các anh chị. Máy của nó là khoảng 2.3, máy 2.3 các anh chị ha. Đời 2011 nè, số tự động 2 cầu nha. Đi 124.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 359 triệu các anh chị, nhìn sơ giúp Tuyền nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu bạc các anh chị. Đấy, các anh chị nào mà đang cần tiền mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ gầm cao giá lanh hoanh 350 triệu thì phải lấy ngay chiếc này ha. Ghế da nguyên zin từ 2011 tới nay nhưng còn rất mới, sàn 5D, trần nguyên bản, có màn hình, anh chủ lên cho mình camera hành trình trước sau các anh chị. Rồi, ok nha. Bây giờ mình sẽ đi tiếp xuống dưới giải bên này các anh chị ha. Bên này hôm nay bên Tuyền về thêm nhiều xe 7 chỗ lắm các anh chị. Về thêm Santa Fe 2017 nè, rồi Sorento nữa các anh chị ha. Rồi Santa Fe máy xăng 2019, rồi máy dầu 2021 nữa, rất là nhiều luôn. Rồi mình đi tiếp xuống dưới này các anh chị nha. Hôm nay bên Tuyền đầy kho luôn các anh chị, nên đi nó hơi lòng vòng một tí xíu. Các anh chị nhà mình xem video thì thông cảm giúp Tuyền nha. C300 AMG đời 2020 đi lướt 10.000. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 1 tỷ 738 triệu các anh chị, nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đỏ, mang biển số 68 là Kiên Giang các anh chị. Bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nha. Xe có camera 360 là đăng kiểm vào đường bộ thì còn tới tháng 5 năm 2023, cực kỳ dài các anh chị ha. Rồi, dòng này bên Tuyền thỉnh thoảng mới về được một xe các anh chị. Các anh chị nào mà ưng tìm cái dòng này rồi thì nhanh tay sở hữu nha. Mình đi tiếp các anh chị bên đây nha. Rút 7 chỗ thì nhận cọc rồi nè. Santa Fe 7 chỗ thì cũng nhận cọc rồi ha. Rồi, Pajero Sport 7 chỗ nhận cọc, Everest. Rồi, bên đây Sorento, Ranger. Mình đi qua giải bên này nha. Những chiếc xe 7 chỗ là thì không có nhắc nữa nha. Raptor nè. Rồi Fortuner này thì cũng nhận cọc ha. Vios bản G thì cũng nhận cọc luôn. Ở phía trước á, thì Tuyền nhiều xe 5 chỗ hơn ha. Dưới này thì đa số là bán tải với 7 chỗ. Rồi, tiếp theo các anh chị, Hyundai Elantra nha, phiên bản 2.0, số tự động đời đời 2019 các anh chị, đi 32.000 km thôi. Và Tuyền đang bán xe này với giá là 616 triệu các anh chị, nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu xanh các anh chị ha.
Màu này rất là sang các anh chị. Do bên Tiền là quốc lộ quá nên đậu đây nó hơi bụi tí xíu, các anh chị nhà mình xem video thì thông cảm giúp Tiền nha. Ghế da nguyên zin, ghế lái thì chỉnh điện nè, sàn 5D trần nguyên bản, có cửa sổ trời, có màn hình, có camera hành trình đầy đủ cho mình sử dụng các anh chị nha. Tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nè, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Và ngoài ra khi mà bán xe ra, bên Tuyền có bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Còn trường hợp những chiếc xe đời cao còn bảo hành chính hãng thì mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường các anh chị nha. Rồi bên đây đa số là những chiếc xe 7 chỗ như là Peugeot 5008 rồi bán tại Isuzu D-Max nha. Còn một chiếc đậu bên đây nè, tiền đậu đảo bên này, mình đi qua bên đây luôn các anh chị. Terra này bên tiền cũng mới về nè các anh chị, Terra bản F ha. Rồi chiếc này ha, Kia Sorento phiên bản 1.6 số tự động đời 2018 mà chiếc này đi thì được đâu đó tầm khoảng 30-40 ngàn gì đó. Bên tiền đang bán xe này với giá là 539 triệu các anh chị ha. Các anh chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ sedan màu đen nữa thì phải lấy ngay chiếc này ha. Chiếc này thì thuộc phân khúc sedan C các anh chị nên là rất là rộng ha. Đấy. Rồi, các anh chị còn quan tâm chi tiết hơn về chiếc xe này thì liên hệ tiền đi, tiền gửi cho các anh chị nhà mình xem ha. Tiền quay video chi tiết riêng về chiếc xe này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước để mình xem còn những xe nào nữa nha. Các anh chị nhớ là ở lại đây xem hết video với Tiền ngày hôm nay nha. Ha, chiếc này Honda City phiên bản RS 2021 đang vệ sinh chuẩn bị giao xe cho khách hàng nè các anh chị. City RS thì còn hai sự lựa chọn nữa cho các anh chị nha. Nhớ là ở lại đây xem hết video với Tuyền ngày hôm nay các anh chị ha. Rồi chiếc này các anh chị, một chiếc xe 5 chỗ nằm trong phân khúc sedan D cực kỳ rộng rãi và thoải mái luôn các anh chị ha. Giá rất là mềm nè, dưới 600 triệu nha. Mazda 6 phiên bản 2.0 số tự động đời 2016 nè. Chiếc này mới đi có 50.000 km thôi. Từ 2016 tới nay mà đi có 50.000 là phải nói đi rất là ít các anh chị ha. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 596 triệu các anh chị ha. Anh chủ lên cho mình một cái mặt ga lăng mới ha, rất là đẹp, rất là sang các anh chị. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu xám, cái màu này phải nói là cực kỳ sang luôn. Có cảm biến trước, cảm biến sau, cam lùi ha. Anh chủ dán phim, viền che bưa, nẹp bước nè, ghế lái thì chỉnh điện, nhớ ghế hai vị trí các anh chị nha. Ghế da nguyên zin, sàn simili trần thì trần nguyên bản, có cửa sổ trời, có màn hình đầy đủ cho mình sử dụng các anh chị ha. Mazda 6 thì phải nói là cực kỳ nhiều option luôn. Đấy. Nếu mà với tài chính tầm khoảng 500 mấy thì nếu mà mua xe mới thì mình chỉ mua được phân khúc sedan B thôi. Mua xe mới ha. Thay vì mình mua xe mới thì mình mua chiếc này lớn hơn hai phân khúc mà đi rộng rãi thoải mái nữa các anh chị ha. Rồi, tiếp theo nha, Mazda 3. Ở đây không biết có các anh chị nào đang cần tìm mua cho mình một chiếc Mazda 3 màu đỏ không ạ? Đặc biệt là bản Sport nha. Bản Premium các anh chị, Premium nha, đời 2020, mới đây có 22.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 719 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đỏ, phải nói cực kỳ đẹp nha. Màu đỏ của Mazda dòng nào Tiền cũng thích hết đấy các anh chị. Đây, phiên bản Sport thể thao các anh chị nha. Ghế da nguyên zin, ghế lái chỉnh điện, sàn 5D, trần thì trần nguyên bản, có cửa sổ trời, có một cái màn hình đứng ha, rất là xịn sò. Đây những tính năng theo xe. Vì đây là video về xe cũ á, nên là Tiền không có đi vào những tính năng theo xe nhiều, Tiền chỉ đi tổng thể về cái xe thôi. Nếu mà các anh chị cần muốn biết thêm nhiều thông tin về chiếc xe này, không biết nó có những tính năng gì vượt trội, thì mình tìm hiểu thêm thông số kỹ thuật ở phần xe mới giúp Tiền nha. Tiếp theo các anh chị, trên này Honda City phiên bản top đời 2020 đi 37.000 km rồi, thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 546 triệu các anh chị nhìn sơ nha. Bởi giờ các anh chị nhà mình tìm City màu trắng thì phải lấy ngay chiếc này các anh chị ha. Biển 60 là Bình Dương nè. Bên Tiền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nha. Anh chủ này phải nói cực kỳ cưng xe luôn, chăm chút cho cái xe lắm các anh chị. Ghế da nguyên zin, sàn simili trần nguyên bản nha. Anh chủ lên cho mình một cái màn hình Android rất là xịn sò rồi nè ha. Có dán phim, viền che mưa, rồi dán cửa, những cái trang bị cơ bản đã có đầy đủ cho mình sử dụng nhé. Xe này 5 vỏ còn là 5 vỏ zin theo xe và lớp dự phòng là chưa chạm đất luôn các anh chị nha. Rồi, không biết là nãy giờ các anh chị nhà mình có lựa chọn cho mình được chiếc xe nào phù hợp chưa ạ?
Nếu mà quan tâm chi tiết hơn về những chiếc xe nào đó ở đây thì liên hệ Tiền đi. Tiền gửi cho các anh chị một cái video chi tiết xe nè, mình xem qua, xong rồi nếu được á thì chuyển khoản đặt cọc mình, Tiền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị ha. Hoặc có thể là mình chuyển khoản mình đặt cọc để mình giữ xe nè, rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe các anh chị. Nếu mà đi test hãng không đúng với những gì bên Tiền cam kết ha, không đúng với những gì bên Tiền làm video nè, là có đâm đụng, có ngập nước, có đại tu động cơ và hộp số, thì bên Tiền sẽ hoàn trả lại cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những chi phí test hãng cho các anh chị luôn, nên là các anh chị không có mất mát gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi tiếp theo các anh chị, Honda City phiên bản RS đời 2022 nha, đi mới có 400 km thôi các anh chị. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 629 triệu, các anh chị nhìn sơ nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu bạc, mang biển số 61 là Bình Dương các anh chị. Đấy, xe này phải nói là như xe hãng các anh chị ha. Nếu mà các anh chị nào đang cần tìm mua cho mình một chiếc City phiên bản RS có xe đi ngay, không cần phải chờ đợi 2-3 tháng nè, lại tiết kiệm thêm được một ít, thì phải lấy ngay chiếc này như một chiếc xe trong hãng ra các anh chị. Rồi, các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay liên hệ Tiền nha. Tiếp theo các anh chị, Hyundai Accent phiên bản 1.4 số tự động, bản đặc biệt có cửa sổ trời nè các anh chị. Đời 2021 nha, đi mới khoảng, để Tiền nhớ sẽ hình như là khoảng 20.000 á, 12.000 hay sao các anh chị. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 539 triệu các anh chị, nhìn sơ giúp Tiền nha. Mấy hôm nay xe bên Tiền về nhiều lắm các anh chị, nên là nhiều khi không có nhớ odo á. Các anh chị nhà mình xem video thì thông cảm giúp Tiền nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đen, có dán phim nè, nẹp bước nè, ghế da nguyên zin, sàn 5D, trần thì trần nguyên bản, có cửa sổ trời, có màn hình đầy đủ cho mình sử dụng các anh chị nha. Rồi, hôm qua Tiền có lên cho các anh chị một cái video tổng hợp những chiếc xe 7 chỗ á. Nếu mà các anh chị cần quan tâm về những chiếc xe 7 chỗ thì lướt xuống bên kênh của Tiền để mình xem được cái video đó nha. Rồi tiếp theo, thêm một chiếc City nữa các anh chị ha. Chiếc này là bản RS đời 2021 màu đỏ rất là đẹp luôn. Đi khoảng 20.000, bên Tiền đang bán xe này với giá là 596 triệu. Các anh chị nhìn sơ giúp Tiền nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đỏ, mang biển số 63 Tiền Giang các anh chị. Dòng này thì rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 6 đến 7 lít thôi các anh chị. Xe này thì anh chủ có dán phim, có viền che mưa nè, rồi nẹp bước ha. Ghế thì ghế da pha nỉ nguyên zin, sàn thì sàn 5D trần nguyên bản, cũng có màn hình đầy đủ cho mình sử dụng các anh chị ha. Tương tự như chiếc RS 2022 các anh chị ha. Rồi, thì vừa rồi Tiền cũng đã đi sơ tổng hợp lại cho tất cả các anh chị và các bạn những chiếc xe 5 chỗ hiện tại đang có mặt sẵn tại bên Tiền rồi nha. Nếu mà các anh chị thích một trong những chiếc xe nào đó ở đây thì nhớ liên hệ cho Tiền qua số điện thoại bên dưới nè, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha. Công ty của Tiền thì nằm gần ngã tư Bình Phước các anh chị, nên khi đi xem xe thì liên hệ Tiền đi, Tiền sẽ chỉ đường để các anh chị nhà mình đi cho dễ dàng hơn nha. Và có gì gọi Tiền thì sẽ đón cho các anh chị nè. Còn nếu như mà các anh chị nào mình ở tỉnh xa, thích một trong những chiếc xe nào đó ở đây mà chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được, thì liên hệ Tiền thì sẽ tư vấn cho các anh chị cái thủ tục là mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tiền nha. Nên là các anh chị không có mất mát thời gian đi lại gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm nha. Và hiện tại bên Tiền cũng đang cần thu mua thêm rất là nhiều cái dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ bán tải khác nhau. Nếu như mà các anh chị nhà mình có một chiếc xe nào đó mà không sử dụng tới nè, thì bán lại cho bên Tiền đi, bên Tiền sẽ định giá, trước tiên là định giá nha. Rồi đến tận nhà các anh chị nhà mình kiểm tra xe, nếu được thì thanh toán một lần và công chứng trong vòng một buổi là xong các anh chị nha. Hoặc là các anh chị nào mà muốn lên đời đổi xe hay như thế nào đó thì cứ liên hệ Tiền thì sẽ hỗ trợ cho các anh chị nha. Và hiện tại bên Tiền cũng đang nhận lại ngân hàng rồi. Các anh chị cần tư vấn thêm về cái thủ tục ngân hàng nè, trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào, hoặc là những khu vực nào thì nhận hỗ trợ trả góp, thì cứ liên hệ Tiền thì sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của Tiền nè. Đừng quên cho Tiền xin một like và một lượt đăng ký nha. Ấn vào biểu tượng chuông thông báo bên dưới đi, để những cái xe nào mà mới nhất bên Tiền về, hoặc là những cái video mà giao xe vui vui bên Tiền giao lên, Tiền đăng lên, thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.